màu. Giỏi không con? Hay quá. Vàng vàng làm thử bạn. Yeah. Ở đây nha con. Tại độ ít. Mình quá nha. Ăn đi con. Ăn no nha. Quẩy lên nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đi bộ đi con, tà tà đi. Quẩy lên nè. Giỏi. Hay quá. Cảm nhìn cho cơ an toàn. Độ cao bây giờ đang ước tính là 10.000 feet. Yeah, hey. Đẹp quá nha. Trời ơi, khó lắm chứ bộ, khó lắm á. Rồi, cảm ơn các bạn. Tuyệt vời. Chúc mừng Nhật Anh và Việt Anh, và đặc biệt là người trợ diễn rất là đắc lực. Dạ, con này là đại bàng ưng. Ủa nhưng mà cái con này thì tại sao mình phải bịt mắt nó sau khi mà mình biểu diễn xong ạ? Tại vì cái sự phản ứng của những loài chim sao màu này nó được tiếp nhận 80% qua con mắt. Nên nếu mà mình kiểm soát được con mắt của nó thì mình sẽ kiểm soát được con chim. Còn qua tai và qua mũi thì nó không ảnh hưởng nhiều. Và hầu như là con chim nó chỉ phản ứng khi có dữ liệu đầu vào là qua con mắt thôi. À, hồi xưa thì ở nhà Vàng đã từng có nuôi gọi là gà, nuôi gà mà để gọi là gà trống á. Thì thường thường những con gà trống này nó mổ rồi thì cảm giác là rất là đau rồi. Còn đây là một con chim ăn thịt nữa, móng và cái mỏ nó rất là sắc. Cho nên là Vàng mới hiểu là tại sao các bạn có những cái vết thẹo trên người. Đam mê lúc nào nó cũng đi kèm với đánh đổi. Và rõ ràng là với đam mê này các bạn cũng đã rất ấn tượng khi ngày hôm nay đã thực hiện rất nhiều đường bay. Ấn tượng của chú đại bàng ưng này.